Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Hỏi đáp vũ trụ kỳ 5 của Tô Thú Vị. Trong chuyên mục Hỏi đáp lần này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bí ẩn của những ngôi sao lùn trắng trong vũ trụ. Ngoài ra còn rất nhiều những câu hỏi thú vị khác sẽ có trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tô Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Sao lùn trắng là thiên thể được tạo ra khi các ngôi sao có khối lượng thấp và trung bình chết đi. Các ngôi sao này không đủ nặng để sinh ra nhiệt độ ở lõi cần thiết, nung chảy carbon trong phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sau khi chúng chuyển thành các sao khổng lồ đỏ trong giai đoạn đốt cháy heli. Cuối giai đoạn này, nửa bên ngoài của ngôi sao khổng lồ đỏ sẽ bị đẩy ra không gian xung quanh, tạo thành một tinh vân, để lại đằng sau một lõi trơ, chủ yếu là carbon và oxy. Đó chính là sao lùn trắng. Lúc này, lõi của ngôi sao không còn sự hỗ trợ của các phản ứng nhiệt hạch để chống lại lực hấp dẫn. Chính bởi vậy, ngôi sao sẽ cực kỳ cô đặc. Với khối lượng tương đương mặt trời, nhưng nó sẽ bị nén vào một kích thước của trái đất. Theo các nhà khoa học, giới hạn khối lượng của sao lùn trắng là khoảng 1,4 lần khối lượng của mặt trời. Nếu một sao lùn trắng vượt quá khối lượng này, nó có thể nổ tung như các vụ nổ siêu tân tinh. Liên quan đến câu hỏi sao lùn trắng, bạn Xu Anh có hỏi: như đã biết thì một ngôi sao lùn trắng sẽ nguội dần theo thời gian. Vậy cho em hỏi, sau khi một sao lùn trắng nguội xong thì nó sẽ trở nên như thế nào ạ? Theo lý thuyết, sao lùn trắng sẽ nguội dần đi theo thời gian, nhưng để một sao lùn trắng nguội lạnh hoàn toàn, chúng có thể mất đến vài chục tỷ năm mới thực hiện xong điều đó. Chính bởi vậy, vũ trụ của chúng ta mới chỉ 13,8 tỷ năm tuổi, nên chắc chắn trong vũ trụ chưa có sao lùn trắng nào nguội hoàn toàn. Theo các nhà khoa học, khi một sao lùn trắng nguội lạnh hoàn toàn, nó sẽ trở thành một sao lùn đen. Và đương nhiên, sao lùn đen sẽ không còn bức xạ nhiệt. Chính bởi vậy, nếu sao lùn đen tồn tại, chúng sẽ rất khó quan sát. Chúng ta chỉ có thể phát hiện nó qua ảnh hưởng của trường hấp dẫn mà thôi. Nhưng để tìm kiếm thấy được một sao lùn đen trong vũ trụ, có lẽ chúng ta phải chờ đến hàng chục tỷ năm nữa, chúng ta mới có cơ hội tìm ra nó. Bạn Đinh Thị Liễu có hỏi: chị ơi, tại sao các vật thể trong vũ trụ luôn di chuyển khác nhau, trong khi vũ trụ giãn nở và chúng vẫn đang quay nữa, mà khi nhìn lên bầu trời vào ban đêm thì bầu trời vẫn như mọi khi vậy? Như chúng ta đã biết, các ngôi sao, các thiên hà hay tất cả các thiên thể trong vũ trụ, chúng đều đang chuyển động, thậm chí nó còn chuyển động rất nhanh. Lấy một ví dụ cho các bạn dễ hình dung, hệ mặt trời của chúng ta đang di chuyển quay quanh thiên hà với vận tốc khoảng 220 km trên giây. Với con người đây là một vận tốc rất nhanh, nhưng khi so sánh với khoảng cách trong vũ trụ thì nó lại rất chậm chạp. Bởi vì thông thường, các ngôi sao chúng ta quan sát trên bầu trời, ngôi sao nào gần thì cũng tính đến vài năm ánh sáng, ngôi sao nào xa cũng tính đến hàng chục nghìn năm ánh sáng. Chính bởi vậy, chuyển động của các ngôi sao là một con số rất nhỏ bé khi so với khoảng cách của chúng. Với vận tốc chuyển động của hệ mặt trời thì nó phải mất khoảng 1.370 năm mới đi được một khoảng cách là một năm ánh sáng. Chính bởi vậy, với những chòm sao trên bầu trời, vì chúng ở rất xa trái đất nên khi chúng ta quan sát từ trái đất trong vài trăm năm, dường như chúng không thay đổi nhiều bởi vì sự thay đổi đó không đáng kể. Nhưng nếu chúng ta so sánh các chòm sao trong vài nghìn năm thì bạn sẽ nhận ra sự khác biệt của nó. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi của bạn Tiên Nguyễn Nguyễn. Nếu một ngôi sao, hành tinh hay thiên hà nào đó cách chúng ta 93 tỷ năm ánh sáng, thì có phải chúng ta đang nhìn nó về 93 tỷ năm trước không ạ? Với lại vũ trụ được hình thành cách đây 13 tỷ năm và trước vụ nổ Big Bang, thời gian vẫn còn chưa được sinh ra mà. Đây là một câu hỏi khá thú vị. Theo lý thuyết Big Bang, sau vụ nổ lớn không gian và thời gian mới bắt đầu được hình thành. Chính vì vậy, không thể tồn tại một thiên hà nào có tuổi đời còn lớn hơn tuổi đời của vũ trụ được. Một thiên hà cách chúng ta hàng chục tỷ năm ánh sáng không đồng nghĩa với việc chúng ta đang nhìn nó trong thời điểm hàng chục tỷ năm trước bạn nhé. Lấy một ví dụ, thiên hà xa nhất mà con người từng phát hiện đó là thiên hà GNZ-11. Theo tính toán thì nó cách trái đất khoảng 32 tỷ năm ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng mà chúng ta đang nhìn thấy không phải là ánh sáng của 32 tỷ năm về trước của thiên hà, bởi vì lúc đó nó chưa hề tồn tại. Ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy đó là ánh sáng ở khoảng thời gian 13,4 tỷ năm về trước của nó, tức khoảng 400 triệu năm sau vụ nổ Big Bang.
Mặc dù hiện tại nó cách trái đất khoảng 32 tỷ năm ánh sáng, nhưng ánh sáng trong quá khứ của nó chỉ mất 13,4 tỷ năm để đến với trái đất bạn nhé. Bạn Chuvanan có hỏi, mình muốn biết ngôi sao nào có nhiệt độ nóng nhất mà con người từng biết đến. Theo các nhà khoa học, ngôi sao nóng nhất mà con người từng phát hiện đó là sao WR142. Đây là một ngôi sao nằm trong chòm sao Thiên Nga, cách trái đất khoảng 4.000 năm ánh sáng. Với sức nóng bề mặt lên tới 200.000 độ Kelvin, tức khoảng 199.727 độ C, nó đã trở thành ngôi sao nóng nhất mà con người từng phát hiện. Rất có khả năng, WR142 nó đang ở giai đoạn cuối của quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân, gần hoặc sau khi kết thúc quá trình đốt cháy heli. Hiện tại nó có khối lượng gấp khoảng 20 lần khối lượng mặt trời, nhưng nó lại bị nén vào một khối cầu có bán kính chỉ khoảng 40% bán kính của mặt trời. Nên người ta dự đoán rằng, trong tương lai khoảng 2.000 năm nữa, ngôi sao có khả năng sẽ bùng phát vụ nổ tia gamma GRB. Bạn Thanh Tú Trần có hỏi, trên mạng xã hội có thông tin về hiện tượng ngũ tinh Liên Châu vào tháng 12 năm 2020. Điều này có thật không ạ? Nếu có thì hiện tượng thiên văn này có ảnh hưởng đến trái đất như thế nào ạ? Ngũ tinh Liên Châu hay còn được gọi là ngũ tinh hội tụ, đây là một hiện tượng thiên văn hiếm gặp khi cả năm hành tinh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Thái Dương hệ cùng nằm trên một đường thẳng khi chúng ta quan sát từ trái đất. Lúc này nhìn lên bầu trời, cả năm hành tinh sẽ thẳng hàng với nhau. Theo tài liệu ghi chép thì một số nhà thiên văn Trung Quốc cổ đại đã dự đoán rằng ngũ tinh Liên Châu sẽ xuất hiện trong năm 2020 và một số người cho rằng khi ngũ tinh Liên Châu xuất hiện có thể xảy ra nhiều sự việc đại sự. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một thông tin khoa học chính thống nào nói về sự xuất hiện của ngũ tinh Liên Châu trong năm nay. Cho nên thông tin việc xuất hiện ngũ tinh Liên Châu năm 2020 là chưa có căn cứ. Lần gần đây nhất ngũ tinh Liên Châu xuất hiện trên bầu trời là vào khoảng thời gian từ 20 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2016. Lúc đó quan sát trên bầu trời, cả năm hành tinh, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh nằm thẳng hàng với nhau và năm đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra trên trái đất cả. Thiết nghĩ cho dù năm nay hay bất kỳ thời gian nào ngũ tinh Liên Châu xuất hiện, nó sẽ không gây ảnh hưởng đến trái đất bạn nhé! Nếu nó xuất hiện, chúng ta có cơ hội quan sát cả năm hành tinh đồng thời xuất hiện trên bầu trời và chúng được xếp thẳng hàng với nhau mà thôi. Bạn Hoàng Khang có hỏi, tại sao các hành tinh lại có hình tròn vậy ạ? Sao chúng không phải là hình vuông hay hình chữ nhật? Nói đúng hơn, trái đất và các hành tinh đều có dạng hình cầu chứ không phải là dạng hình tròn. Nguyên nhân chính tạo ra điều này là do khối lượng lớn của các hành tinh tạo ra một lực hấp dẫn rất lớn. Về mặt lý thuyết thì nó tập trung phần lớn vào lõi của nó. Khi các hành tinh mới được hình thành, có thể chúng không có hình dạng nhất định. Tuy nhiên chính lực hấp dẫn lớn của nó đã kéo các vật chất từ mọi hướng về trung tâm. Bởi vậy mà sau nhiều năm tồn tại, các hành tinh đều có dạng hình cầu mà chúng sẽ không phải là hình vuông hay hình chữ nhật v.v. Đương nhiên, tất cả các hành tinh đều có bề mặt không thể bằng phẳng như những hình cầu mịn được. Nó sẽ có những đồi núi, thung lũng chỗ cao chỗ thấp bởi vì trong quá trình lực hấp dẫn tác động lên các tầng vật chất, nó kéo các lớp đất đá vào trung tâm và tạo ra những kiến tạo địa chất khiến cho bề mặt không được bằng phẳng. Bên cạnh đó, với các lớp vật chất nằm ngoài cùng, trên bề mặt thì lực hấp dẫn đã bị giảm đi rất nhiều so với các lớp ở dưới. Ngoài ra, nhiệt độ trên bề mặt cũng làm giảm đáng kể, do đó các lớp đất đá giữ nguyên được trạng thái rắn và khó bị làm biến dạng do lực hấp dẫn hơn. Có một sự thật mà không phải ai cũng biết, đó chính là trái đất của chúng ta không phải là một hình cầu hoàn hảo. Nếu tính khoảng cách từ trung tâm đến mực nước biển, thì khoảng cách từ trung tâm trái đất đến đợt xích đạo là lớn hơn 20 km so với khoảng cách tới hai cực. Nguyên nhân của nó chính là do trái đất quay xung quanh nó với trục là đường nối hai cực. Do vậy mà nó gây ra một lực ly tâm chống lại lực hấp dẫn, lực ly tâm này lớn nhất tại xích đạo. Đối với các hành tinh được tạo thành từ các vật liệu nhẹ hơn và quay nhanh hơn như thổ tinh và mộc tinh, chúng ta có thể quan sát khá rõ hiện tượng phồng lên ở xích đạo. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi của bạn Lê Thị Hoa. Chị ơi cho em hỏi, các nhà khoa học đo nhiệt độ của một ngôi sao bằng cách nào? Như chúng ta đã biết, tất cả những thứ có nhiệt độ lớn hơn độ không tuyệt đối đều phát ra những bức xạ hồng ngoại. Nơi nào càng nóng thì bức xạ hồng ngoại càng mạnh và ngược lại. Chính bởi vậy, để đo nhiệt độ của các vật thể trong không gian, thông thường các nhà khoa học sẽ căn cứ vào bức xạ hồng ngoại mà vật thể đó phát ra.
họ sẽ trang bị những dụng cụ cảm biến hồng ngoại trên những chiếc kính viễn vọng không gian ngoài trái đất như Spitzer hay Hubble. Sở dĩ họ cần đặt trên kính viễn vọng ngoài trái đất bởi vì nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn, không bị ảnh hưởng bởi bầu khí quyển trái đất khi quan sát các vật thể ở xa. Bây giờ chúng ta đi đến câu hỏi của bạn Thiện Phương Nguyễn. Chị nghĩ sao về giả thuyết ngôi sao quasi-star? Thực tế, khi nghiên cứu về vũ trụ, các nhà khoa học gặp rất nhiều những câu hỏi mà chính bản thân họ cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thông thường, khi gặp những hiện tượng kỳ lạ đó, họ sẽ đưa ra những giả thuyết về sự hình thành và tồn tại của hiện tượng đó. Như chúng ta đã biết, các ngôi sao có khối lượng đủ lớn khi chúng chết đi có thể sẽ tạo ra một hố đen. Nhưng với một siêu hố đen, để tạo ra nó sẽ cần có một siêu ngôi sao. Chính bởi vậy, nhằm giải thích cho sự tồn tại của các siêu hố đen trong vũ trụ, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về ngôi sao quasi-star, một ngôi sao có thể có đường kính che phủ cả hệ mặt trời và nó được cung cấp năng lượng bởi một hố đen bên cạnh. Chính bởi vậy, câu hỏi của bạn là, chị nghĩ sao về giả thuyết ngôi sao quasi-star? Theo quan điểm của Hải Yến thì đây vẫn chỉ là một giả thuyết. Cho đến khi nào các nhà khoa học tìm ra được một ngôi sao quasi-star thì nó mới trở thành hiện thực. Tôi thú vị cũng đã có một video nói khá rõ về ngôi sao quasi-star trên kênh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ngôi sao giả thuyết này, hãy tìm kiếm video Bí ẩn ngôi sao hố đen quasi-star để khám phá thêm nhé. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi giải mã các bí ẩn của vũ trụ trong video hỏi đáp kỳ 5. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tốt thú vị đi khám phá những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn